Ở nước ta chưa có một thống kê nào về tỷ lệ trẻ mắc hội chứng thực bào tế bào máu. Những quan sát trước đây cho thấy rằng hàng năm đều có một số bệnh nhi có biểu hiện giảm tế bào máu, gan lách to, sốt cao kéo dài, vàng da và đều có tiên lượng xấu. Chính vì vậy, việc phát hiện sớm hội chứng này trước khi có các biểu hiện như suy gan, suy tủy là yếu tố quan trọng góp phần cứu sống người bệnh, đem lại hạnh phúc cho gia đình bệnh nhân. Bệnh nhân Nguyễn Thị Thúy hiện đã phát hiện ra mình mắc phải căn bệnh nan y, thực bào tế bào máu đã được 3 năm. Sinh ra và lớn lên ở một gia đình thuần nông với 3 người em nữa, nên Thúy và các em sống trong cảnh kinh tế thiếu thốn. Từ khi phát hiện ra bệnh, cả gia đình Thúy khánh kiệt vì đây là một căn bệnh nan y có tiên lượng xấu. Không những vậy, với những căn bệnh về máu bao giờ cũng đòi hỏi chi phí điều trị tốn kém. Chính vì thế, gia đình Thúy cũng như bao gia đình khác gặp phải cảnh khó khăn trăm bề. Bố cháu bị mắc bệnh cảm, bố cháu mất. Thế là tôi ở vậy tôi nuôi cháu. Thì nói chung là mẹ con cứ dựa dẫm nhau để nuôi đến hàng ngày. Thì cũng chưa cũng đến cái cộng đồng thì cũng chưa đến phải lên đơn vị đến nay. Thế nhưng đến năm nay thì chẳng may là đến năm hôm 20 tháng 4 âm lịch là năm 2010 thì cháu lại mắc vào cái bệnh máu.
hậu quả xấu trong hội chứng thực bào thứ phát sau nhiễm trùng. Tại khoa nhi Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương vang lên những tiếng khóc xé lòng của những bệnh nhân nhi. Tại khoa, hầu hết các em đều mắc phải những căn bệnh về máu, trong đó có căn bệnh nan y ung thư máu. Tất cả các bệnh nhân đều có gương mặt xanh xao mệt mỏi. Không chỉ các em mà ngay cả những người thân, sự mệt mỏi cũng hằn lên trên từng gương mặt. Giang Thảo Anh, một bé gái mới 2 tuổi, ở xã Chí Hòa, Hưng Hà, Thái Bình, cứ nằm yên được vài phút, lại khóc ngằn ngặt trên tay mẹ. Người mẹ cả ngày bế em trên tay, hiếm có khi nào được ngơi nghỉ. Gia đình phát hiện ra em có dấu hiệu bất thường là sốt dai dẳng và nôn ra máu vào tháng 1 năm 2011. Bị nôn ra máu rồi cháu tự nhiên thì không đi được ạ. Người cháu nó sốt huyết từ mặt rồi xuống. Sốt huyết như cái đầu tăm, tím tím. Gia đình nhà tôi đưa cháu lên bệnh viện huyện để xét nghiệm máu thì các bác sĩ bệnh viện huyện cũng không nói là bệnh gì mà chỉ chuyển cháu lên bệnh viện tỉnh Thái Bình. Lên tỉnh Thái Bình thì các bác ngày hôm sau các bác bảo cháu nó bị bệnh bạch cầu nên là chuyển cháu sang bên bệnh viện Nhi Trung ương. Bệnh Nhi Trung ương thì cháu làm đấy được 4 ngày nhưng mà bên đấy thì cháu cứ nôn ra máu nhiều nên là các bác sĩ chuyển sang bên Huyết học. Cháu vào viện tôi điều trị hóa chất lần đầu tiên là từ tháng 1 năm 2011 và bây giờ đã qua 4 đợt điều trị hóa chất rồi nhưng mà cháu không đáp ứng với hóa chất. Tại vì khác với cháu Dũng là của cháu Thảo Anh là leukemia cấp dòng tủy, nghĩa là hai dòng tủy và dòng lympho là tiên lượng hoàn toàn khác nhau. Tại vì với trẻ em thì leukemia cấp dòng lympho thì thường tiên lượng tốt hơn là dòng tủy. Tại vì sau 4 đợt điều trị hóa chất rồi nhưng mà cháu cái khối u của xoang hàm ấy cháu rất là phát triển và bây giờ cháu ăn uống rất là kém và cháu xuất huyết rất là nhiều tại vì những cái tế bào ung thư mà không đáp ứng hóa chất thì cái số lượng tế bào ung thư trong tủy vẫn rất là nhiều nên là bệnh nhân không thể, nói chung là không thể đáp ứng hóa chất được. Do phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn nên tình trạng của bé Thảo Anh khá trầm trọng. Hiện tại bé đã trải qua 5 đợt hóa chất, gương mặt của bé bị sưng phồng, miệng bé sưng tấy đau đớn không thể ăn được gì. Cả ngày bé chỉ bú mẹ. Người mẹ thì sầu muộn héo hon nên sữa cũng chẳng có chất. Bị bệnh tật dày vò, cơ thể bé bứt rứt không yên. Khi chứng kiến bé đau đớn, cả đoàn chúng tôi có cảm giác như muôn ngàn mũi kim chích vào người. Có cái gì đó cứ đè nặng lên lồng ngực, cổ họng nghẹn lại, không nói nên lời. Chỉ mong sao san sẻ được phần nào nỗi đau của bé. Căn bệnh ung thư ở trẻ em luôn tác động sâu sắc đến với những người lớn. Mỗi khi nhìn các em bị căn bệnh hành hạ, mỗi người trong chúng ta đều mong muốn được giúp các em vợi bớt sự đau đớn. Trong cuộc chiến ấy, không phải lúc nào chúng ta cũng thắng. Mỗi bệnh nhân nhi qua đời đều tác động mạnh mẽ đến các bác sĩ ở đây. Càng đau buồn, họ lại càng quyết tâm đẩy lùi căn bệnh này. Và những nỗ lực của họ thực sự có kết quả. Tỷ lệ chữa trị sống thêm ở ung thư trẻ em ngày càng tăng lên rõ rệt, bám sát với tỷ lệ điều trị thành công trên thế giới. Nhờ những hiểu biết mới về quá trình sinh bệnh, khảo sát di truyền tế bào trẻ mắc bệnh, nhóm nguy cơ và các tiến bộ vượt bậc về thuốc đặc trị, kết hợp với công tác chăm sóc nâng đỡ tích cực, bệnh ung thư máu trẻ em hiện nay đang được xem là dạng ung thư có thể chữa trị khỏi ở các nước phát triển. Kế hoạch điều trị ung thư máu bao gồm 4 giai đoạn: hóa trị, tấn công, củng cố, tăng cường và duy trì. Tổng thời gian kéo dài khoảng từ 24 đến 30 tháng. Phác đồ điều trị kết hợp với nhiều thuốc đặc trị với kỹ thuật bơm thuốc và tủy sống đã cho kết quả khả quan, 80 đến 85% trẻ sống hơn 5 năm sau điều trị. Trong ung thư máu, các bạch cầu được sản xuất một cách nhanh chóng, rối loạn tạo ra các bạch cầu bất thường không hoạt động được. Và các bạch cầu ung thư này dần dần xâm lấn đến các hồng cầu và tiểu cầu, ngăn chặn sản xuất và phá hủy các tế bào này. Nói chung, ung thư máu chia làm hai dạng cấp tính và mãn tính. Ung thư máu cấp tính có triệu chứng sớm,
tiến triển nhanh, nếu không chẩn đoán và điều trị sớm, sẽ đưa đến tử vong nhanh. Ung thư máu loại mãn tính, có tiến triển chậm, thường không có hay ít triệu chứng trong nhiều năm. Các triệu chứng của ung thư máu thường không rõ rệt trong thời gian đầu, chỉ tương tự như cảm cúm. Khi triệu chứng trở nên rõ rệt thì tập trung vào 3 yếu tố. Thứ nhất là nhiễm trùng, do các bạch cầu có nhiệm vụ chống nhiễm trùng bị ung thư. Thứ hai là thiếu máu, do các hồng cầu bị hủy hoại. Thứ ba là chảy máu, do các tiểu cầu bị hủy hoại. Thực ra ung thư máu trẻ em thì người ta được chia làm hai dạng. Đó là dạng người ta gọi là leukemic cấp dòng lympho và leukemic dòng tủy. Thì cái dấu hiệu nhận biết mà triệu chứng sớm của giữa nói chung là bệnh ung thư máu trẻ em và leukemic cấp thì nó gần như nhau thôi, không có sự khác biệt. Về mặt triệu chứng thì đầu tiên là các phụ huynh thấy con em mình đó là bị cảm những triệu chứng sốt, hoặc là sốt kéo dài, hoặc có những cái nhiễm trùng như là nhiễm trùng họng, hay là nhiễm trùng những cái cơ quan khác mà dùng kháng sinh mà cả bệnh nhân không thấy đỡ. Thứ nhất, thứ hai nữa là thấy trẻ mình mệt mỏi này, da xanh và cảm thấy biếng ăn. Đấy là khi mà khám thì các bác sĩ sẽ thấy là đấy là tình trạng thiếu máu. Và thứ hai là thấy trẻ có những chấm nốt xuất huyết dưới da, và thấy trẻ kèm theo trẻ có những biểu hiện như là có đau xương, hoặc có thấy có thể gan lách to và sờ thấy hạch to. Thì đấy là những cái triệu chứng biểu hiện sớm của những bệnh ung thư máu. Trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư, mỗi sự tiến triển về sức khỏe của các em là nguồn khích lệ động viên cho các bác sĩ. Bé Bùi Phương Thảo, 4 tuổi, ở Yên Lập, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, nhập viện tháng 6 năm 2011 và được chẩn đoán mắc phải căn bệnh ung thư máu, bạch cầu cấp thể N2. Trước đó, khoảng 6 tháng, bé có những triệu chứng rất điển hình như đau xương, sốt thất thường, xuất huyết dưới da. Gia đình đã đưa bé đi điều trị ở rất nhiều nơi, ở Viện Nhi Trung ương khoảng 4 tháng, sau đó chuyển sang Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Cháu đi phát hiện ra thì cháu nó đau, lúc đầu đi học về cháu thì đau nhức hết trong xương và xương các xương khớp. Lúc đầu thì cháu thì đi nằm ở Viện Nhi tỉnh Hòa Bình. Lúc là cháu nằm mấy tháng trên tỉnh. Đến lúc là bên tỉnh Hòa Bình nó bảo cháu là thiếu máu huyết tán, cứ truyền máu, đến lúc cháu cứ đau suốt. Lúc các bác sĩ với làm giấy chuyển viện cho cháu xuống Nhi. Lúc đầu cháu đi xuống khoa bên khoa truyền nhiễm, là cháu nằm bên Nhi là nằm 10 ngày. Lúc đó cháu lại bác bên khoa truyền nhiễm là chuyển cháu sang khoa miễn dịch dị ứng khớp, bảo nghi ngờ cháu là viêm đa khớp mà. Lúc là viêm đa khớp là cháu nằm bên kia là 2 tháng. Nghi ngờ là cháu sưng hết trong tấy, hết trong xương, đau nhức trong xương. Lúc các bác nghi ngờ cháu là bị ung thư máu nên lúc chuyển cháu sang Viện Huyết học. Hiện nay bé Thảo đang điều trị lần 2, kết quả điều trị khá khả quan, nhưng hiện nay cả gia đình bé đang phải đối diện với vô số khó khăn. Mặc dù được bảo hiểm 100%, nhưng với điều kiện kinh tế gia đình khó khăn như hiện nay thì việc điều trị cho bé gặp rất nhiều những trở ngại. Không chỉ riêng bé Thảo, mà hiện nay nhiều bệnh nhân ung thư có khả năng được điều trị khỏi, nhưng do điều kiện gia đình đã phải bỏ dở liệu trình điều trị vì kinh tế gia đình quá khó khăn. Chính vì điều này đã hạn chế quyền sống của các bé. Mặc dù đối với căn bệnh này, tỷ lệ điều trị thành công rất cao. Trong những năm gần đây, nhờ sự truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và sự phổ cập kiến thức y tế đến từng người dân, dần dần quan niệm ung thư là bản án tử hình đã hạn chế đi rất nhiều. Nhưng sự khó khăn về kinh tế là một trở ngại mà không phải gia đình nào cũng có thể vượt qua được. Thực ra cái thời gian ban đầu ấy thì hầu như là khi mà chúng tôi tức là mới bước vào điều trị cái bệnh ung thư máu trẻ em này thì hầu như là, nhất là những cái vùng quê, hầu như người ta khi mà nói con người ta là bị chẩn đoán là một cái ung thư máu, mà đấy là điều trị không khỏi và tiên lượng xấu, mà thì hầu như là tất cả những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hầu như người ta đều có một cái ấy là thôi, gọi như là cho trẻ về, không muốn điều trị. Nhưng mà sau khi được chúng tôi đã tư vấn điều trị và giải thích và tận tình điều trị các cháu thì tỷ lệ thành công tương đối rất là nhiều, và bệnh nhân thấy rằng là cái điều trị không có nghĩa là
tức là mình đã chấp nhận cái chuyện đấy mà cháu, những đứa trẻ vẫn điều trị được rất là kéo dài và đứa trẻ hoàn toàn vẫn có cái cuộc sống rất là khỏe mạnh, thì hầu như là bây giờ cái nhận thức người ta cũng đã thay đổi, bắt đầu là sẽ điều trị cho con. Nhưng cái chính ở cái chính là cái mà người ta không theo đuổi điều trị không phải là do nhận thức, mà cái chính là vì người ta không có điều kiện kinh tế. Ví dụ như là những trẻ dưới 6 tuổi thì có thể là được bảo hiểm miễn hoàn toàn thì không có vấn đề gì nặng nề, nhưng đối với trẻ mà trên 6 tuổi mà khi bảo hiểm của các cháu là đối tượng học sinh phải đóng 20% thì hầu như là người ta cân nhắc cái chuyện người ta bỏ dở vì cái chuyện người ta không có điều kiện kinh tế theo đuổi, chứ không phải là người ta cũng không đến mức độ là không hiểu biết. Với nhiều bệnh nhân ở nông thôn, việc điều trị cho các cháu dài ngày cộng với việc một lao động trong gia đình phải đi theo chăm sóc sẽ khiến cho kinh tế gia đình khánh kiệt. Không những như vậy, với những gia đình khó khăn thì dường như sức ép về tiền bạc luôn thường trực. Tại khoa nhi Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, cháu Nguyễn Tiến Dũng 5 tuổi cũng không còn vẻ hoạt bát như mọi khi nữa. Gương mặt thông minh nhưng già hơn trước tuổi. Bé Dũng dường như biết rõ về hoàn cảnh của mình, nên mặc dù đau đớn, mệt mỏi, nhưng em không hề quấy khóc, nũng nịu bà. Nhà của Dũng ở xóm Phú Lộc, xã Nghĩa Phú, Nghĩa Đàn, Nghệ An. Em cũng là một trong những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Khi biết cháu như vậy thì những người thân, cả gia đình, rồi anh em, làng xóm thì nó thật là cũng có một cái cuộc là quá choáng váng, là quá bất ngờ trước cái sự là đau đớn vì là bố cháu vừa là mắc phải căn bệnh ung thư, vừa qua đời mới chỉ được có 3 tháng thôi. Thì cháu bị như vậy thì đối với gia đình là rất đau xót và là nó hụt hẫng quá nhiều. Đau lòng lắm, cả anh em xung quanh ai cũng là thương xót và là cùng là chỉ bị đồng viên và an ủi, chờ không ai cạnh chia sẻ được cái nỗi đau được như vậy. Nói đến kinh tế thì bây giờ là quá khó khăn và là vất vả nhiều, bởi vì là sau khi bố cháu bị lâm bệnh thì gia đình thì là mẹ của cháu rồi là anh em thì cũng chạy chữa vay mượn, rồi là bà ngoại, rồi là các cậu thì phải là dùng điện đất để thế chấp ở ngân hàng để vay chữa bệnh cho cháu, nhưng mà bố cháu không qua được. Thì bố cháu ra đi là để lại một khoản nợ cho mẹ rất lớn, là để lại 2 đứa con, nhưng mà nếu như không may là con thì rơi vào cái hoàn cảnh như vậy. Như thế này thì gia đình thật là đau xót. Được sự chăm sóc và điều trị tận tình của các y bác sĩ, tình trạng sức khỏe của Dũng có nhiều cải thiện. Mặt của em không còn sưng như khi mới vào viện nữa. Không chỉ điều trị cho Dũng, bác sĩ Vũ Thị Hồng Phúc còn là người động viên gia đình và nâng đỡ tinh thần cho Dũng. Các bác sĩ luôn tạo cho các em sự yên tâm và tin tưởng. Bệnh nhân ung thư máu nói chung ấy thì phương pháp điều trị chủ yếu là hóa chất. Thì cái phác đồ của cháu thì rất là kéo dài, thì tại vì mỗi một lần điều trị của cháu là phải khoảng nằm viện khoảng tầm 1 tháng, sau đó các cháu sẽ được ra viện về nghỉ 3 tuần và vào điều trị tiếp. Thì tổng cái thời gian điều cho cháu điều trị trong thời gian nằm viện là phải kéo dài khoảng 3 năm. Mới chỉ được điều trị xong 4 hóa chất theo phác đồ đầu tiên, thế nên là cũng không thể nói trước được các cái diễn biến bệnh nhân sau quá trình điều trị. Tại vì sau quá trình điều trị thì bệnh nhân có thể có cái giai đoạn suy tủy, bệnh nhân có thiếu máu, thiếu tiểu cầu rồi sốt. Và nếu mà bệnh nhân qua được cái giai đoạn đầu tiên thì nói chung là tiên lượng tương đối là tốt. Ung thư máu hiện nay được chia làm 4 loại. Ung thư máu cấp tính bạch cầu nguyên bào tùy là dạng ung thư máu thường nhất, có thể ở trẻ em và người lớn. Ung thư máu cấp tính nguyên bào lympho, đây là dạng ung thư máu thường nhất của trẻ em, từ 60 đến 70% ung thư máu ở trẻ em. Ung thư máu mãn tính nguyên bào tùy thường có ở người lớn, đặc tính của loại này có bất thường ở nhiễm thể gọi là Philadelphia. Ung thư máu mãn tính nguyên bào lympho thường ở người lớn, rất hiếm ở trẻ em, thường không gây triệu chứng trong nhiều năm. Hiện tại, các phương pháp điều trị bệnh ung thư máu chủ yếu vẫn là thay tủy xương của người bệnh với tủy xương của một người hiến có tủy xương phù hợp. Thích hợp nhất là người có chung huyết thống với người bệnh để thay thế phần tủy xương đã bị hư hỏng và kích thích sinh ra hồng cầu cũng như kìm hãm sự gia tăng đột biến của bạch cầu. Đối với bệnh bạch cầu cấp là bệnh phổ biến ở trẻ em, hay gặp ở trẻ từ 2 đến 5 tuổi. Triệu chứng lâm sàng khởi phát từ từ, sốt thất thường, điều trị kháng sinh không hiệu quả, mệt mỏi, kém chơi, da xanh dần. Giai đoạn toàn phát với 2 nhóm triệu chứng, biểu hiện hậu quả sự lấn át tủy
và sự tăng sinh ác tính, thâm nhiễm cơ quan. Bệnh này có thể chẩn đoán được tại các đơn vị chuyên khoa nhi tuyến tỉnh. Tuy nhiên, việc chữa trị ung thư trẻ em ở Việt Nam cũng gặp một số khó khăn. Đó là 2/3 trường hợp trẻ mắc bệnh ung thư đến các cơ sở bệnh viện để chẩn đoán và điều trị với giai đoạn trễ, suy yếu nhiều. Vì vậy, việc điều trị khó khăn, ít kết quả, tốn kém. Hiện nay, chỉ mới có Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có chuyên khoa ung bướu nhi. Vì vậy, vấn đề chú ý phát hiện bệnh sớm ở tuyến cơ sở là rất cần thiết. Hầu như là tất cả những bệnh nhân mà đến với chúng tôi thì là rất là hầu như là các cháu đang trong giai đoạn là hầu như là rất là nặng tình trạng, bao giờ tức là vì là nhiều khi là có những cái biểu hiện như là sốt hoặc có những cái viêm họng thì ở những tuyến dưới có thể bệnh nhân đã nằm đến khoảng 2-3 tuần mà chỉ điều trị kháng sinh, mà thông thường mà mình không để ý tới cái xét nghiệm máu. Thì lúc mà bệnh nhân vào với chúng tôi thì bệnh nhân hầu như trong tình trạng nặng, đó là cháu thiếu máu rất là nặng và xuất huyết nhiều, đặc biệt là cái số lượng bạch cầu làm xét nghiệm máu tăng rất là cao, toàn cũng phải trên 100 gigalit. Và bình thường thì cái xét nghiệm mà cái số lượng bạch cầu chỉ 5 đến 10 gigalit. Chúng ta cần biết rằng trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ, có những đặc điểm tâm sinh lý khác với người lớn. Trẻ em là giai đoạn cơ thể hình thành cơ quan và hoàn chỉnh các bộ máy, với 70-75% trọng lượng cơ thể là nước. Thứ hai là hệ miễn dịch cơ thể còn kém đối với trẻ dưới 4 tuổi, nguy cơ bị suy dinh dưỡng và nhiễm trùng lớn. Ngoài ra, còn có một số bệnh tật bẩm sinh kèm theo như hội chứng Down. Chính vì những khác biệt trên nên ung thư trẻ em có một số điểm khác biệt với ung thư ở người lớn. Ung thư trẻ em xuất phát từ những tế bào non, tăng sinh rất mạnh và diễn biến nhanh, có những trường hợp có thể tử vong trong vòng 24 giờ và tế bào ung thư tăng gấp 2 lần. Nhưng ngược lại có ở trẻ em là tế bào non nhiều nên khi có thuốc sẽ bị tác động nhanh và tỷ lệ sống thêm ở trẻ em là rất cao, lên tới 70% trong tất cả các loại bệnh ung thư. Thứ hai là nhiều loại ung thư có tỷ lệ cao ở trẻ em như ung thư hệ tạo huyết chiếm 50% các trường hợp, 75% là bệnh bạch cầu liên khu cấp. Những biếu đặc thường xuất hiện là biếu não, biếu nguyên bào võng mạc, biếu nguyên bào thần kinh, biếu tế bào mầm, sarcoma phần mềm. Bên cạnh đó, một số dạng ung thư phổ biến ở người lớn, ít gặp ở trẻ em như ung thư cổ tử cung, ung thư phổi, ung thư da. Một số dạng ung thư trẻ em có yếu tố di truyền gia đình, có liên hệ với sự đột biến gen như biếu nguyên bào võng mạc, bệnh cảnh lâm sàng diễn biến bệnh, điều trị có khác với ung thư ở người lớn. Bệnh bạch cầu là chiếm tỷ lệ cao nhất, nó khoảng 30, thậm chí có tác giả đến 39%. Và trong đó thì bạch cầu cấp dòng lympho lại chiếm tỷ lệ cao. Và nhóm bệnh thứ hai là các khối u hệ thần kinh trung ương, nó chiếm trên dưới 20%. Và thứ ba là các khối u lympho ác tính. Còn tất cả các loại bệnh khác như u viêm màu thần kinh, sarcoma cơ vân thì đã chiếm khoảng 6-7%. Và ít hơn thì như là u viêm màu võng mạc hoặc u viêm màu thận, là những cái bệnh đặc trưng của trẻ em thì nó chiếm khoảng 3-4%. Đối với trẻ em ấy, thì cái mức độ nhạy cảm đối với cơ quan lành nó cũng rất cao. Do vậy mà cái độc tính cũng rất dễ xảy ra. Tuy nhiên thì cái khả năng phục hồi lại cũng lại tốt hơn. Và trong quá trình chăm sóc trẻ em ung thư ấy, thì còn một cái sự khác biệt, gọi là tương đối khác biệt đối với người lớn. Đó là trẻ em, các cháu nó tương đối vô tư về bệnh, cho nên là nó có thể nó tạo ra một cái trạng thái tâm lý cho người thầy thuốc cũng sẽ đỡ hơn, vì người lớn thì dễ có những trạng thái dễ stress và dễ trong trạng thái bi quan. Đương nhiên là ở trẻ em cũng có một phần, đó là cái lứa tuổi sắp trưởng thành 13, 14, 15, đặc biệt 15, 16 tuổi. Tại sao? Vì các cháu nó có một cái mặc cảm bởi vì là thậm chí điều trị tóc rụng hoặc là có những trường hợp phải phẫu thuật cắt một phần cơ thể, thì những sự khiếm khuyết đấy tạo ra những tâm lý rất là chán nản cho các cháu. Thì đương nhiên là những trường hợp như vậy thì cái liệu pháp tâm lý cũng vô cùng quan trọng. Ở đây là gì? Đó là sự quan tâm chăm sóc của đội ngũ cán bộ y tế trực tiếp tiếp xúc với các cháu, người nhà, gia đình và đặc biệt là bạn bè, các cháu cùng lớp, cùng trường. Hằng ngày tiếp xúc với những bệnh nhân nhí, hơn ai hết, các bác sĩ là người cảm nhận được những thiệt thòi của các cháu. Chính vì vậy, mỗi người hộ lý, y tá
đều quyết tâm giành lại mạng sống cho các em bằng mọi giá. Họ làm việc trong điều kiện còn thiếu thốn, nhiều áp lực, nhưng với bệnh nhân Nhi, họ luôn ân cần. Nhìn các cháu vui đùa chào hỏi, các bác sĩ cũng cảm thấy ấm lòng. Vừa là bác sĩ, vừa lại làm cha, làm mẹ. Hơn ai hết, họ cảm nhận được tình cảm của các bệnh nhân dành cho mình. Tình cảm ấy là phần thưởng vô giá mà không thể mua được bằng tiền tài hay vật chất. Và mỗi lần đẩy lùi được thần chết là một lần họ cảm nhận được vinh quang của nghề nghiệp. Thì mỗi chúng ta đều là những ông bố bà mẹ ở trong gia đình. Khi tiếp xúc với các cháu bệnh nhi thì cái tình cảm người mẹ, tình cảm người cha sẵn có trong gia đình mình sẽ dành cho các cháu, và càng ngày càng gắn bó với các cháu hơn, mình sẽ tâm huyết với nghề hơn. Trong quá trình làm việc 10 năm ở khoa nhi thì chúng tôi cũng có rất nhiều những cái kỷ niệm vui, kỷ niệm buồn gắn bó với các cháu, đặc biệt là các cháu bạch cầu cấp. Bởi vì cái quá trình điều trị 3 năm ở bệnh viện nó có quá nhiều kỷ niệm, tôi cũng quá nhiều kỷ niệm vui và buồn với các cháu. Thế thì cái động lực mà khiến mà tôi gắn bó với cái công việc này, với cái nghề này, đấy là mỗi một ngày thấy các cháu khỏe lên. Khi các cháu đến với mình, các cháu xanh xao, thiếu máu, không ăn được, không thở được, thậm chí là xuất huyết máu chảy trên lâm sàng rất là nhiều, chảy máu răng, chảy máu mũi, xuất huyết ngoài da rất là nhiều. Nhưng mà chỉ vài ba ngày, vài ba tuần mình điều trị, các cháu chạy, các cháu chơi được, các cháu chào được mình, con chào bác Hương, thậm chí có những cháu trêu chọc mình, thì đấy chính là động lực. Thông điệp cuộc sống, hãy lắng nghe lòng tốt của mình mách bảo và can đảm hành động theo tiếng gọi của con tim.